Các bạn ơi, tụi mình đi ra khúc này bạn. Chỗ này nó có một cái chỗ bằng này các bạn. Đây nè, các bạn nhìn thấy không? Thì tụi mình dọn sạch sẽ chỗ này, dựng lều ngay đây. Ngay khúc này các bạn. Thì phía dưới này nó có một cái rãnh nước nè. Đây, đây là cái rãnh nước. Thì mình sẽ ngăn dòng làm nước giọt, tạo một cái nước giọt để mà sử dụng nha các bạn. Còn nứa này tụi mình chặt theo để mà làm cơm. Tại tụi mình đi là đi vô rừng các bạn, đi xa thì mang đồ đi nó nặng, đi không nổi. Cho nên chặt nứa để mà làm cơm lam ăn nha các bạn nha. Nấu toàn bộ bằng nứa hết. Bây giờ sắp xếp chỗ rồi dọn sạch sẽ rồi cắm lều ạ. Bạn mình đi dựng lều rồi nha các bạn. Dựng xong rồi. Thì bây giờ là mình cũng không biết bây giờ là mấy giờ nữa, nhưng mà trời sắp tối các bạn. Cho nên mình tranh thủ mình làm, tại vì các bạn biết ở trong rừng á là trời rất là nhanh tối luôn, cực kỳ nhanh tối. Mà mình không ngờ là chỗ này vẫn còn có vắt các bạn. Có vắt con các bạn, nãy nó mới đu lên cái tay mình đã cắn may mình phát hiện được. Còn lửa này các bạn, củi quá ướt. Củi quá trời ướt luôn, nhóm rất là khó luôn. Giờ đang mình đang cố gắng đi nhóm đống lửa, còn thằng Ton á thì bây giờ nó đi đi ngâm nếp bạn để làm cơm lam rồi. Rồi bây giờ mình nhóm lại đống lửa bạn. Khó quá. Mưa ướt quá trời bạn. Các bạn, con này là nếp các bạn. Đổ vô này đó các bạn, ngâm. Ngâm khoảng 1 tiếng các bạn nha. 1 tiếng cho nó nở, cho nó mềm cái nếp ra. Xong bắt đầu là bít lại đi nướng nha các bạn. Mà đặc biệt là phải đi chặt mấy cái ống non nè để mà mình nướng nó không bị cháy. Còn mà nếu mà chặt ba cái ống già nướng nó cháy. Còn bây giờ mình thời gian mình để. Nếu mà cái gạo này nó nở nó lên á thì mình đi đổi ống nha. Tại vì cái này là mình để ngâm thôi chứ chưa có ấy. Đây các bạn ơi, mới ngồi đốt các bạn, trong cái cây này các bạn, con rít nó chạy ra đâu chết chưa. Đây này các bạn, bạn thấy nó rồi đó, đó nó đó chết chưa. Chưa, rít này nhỏ mà nó cỡ đây mới đọc á. Vậy bữa mà thấy con rít còn có nó bò lên cái người tao kìa mới giữ. Bữa trong là thác là bà đó. Lương là không có độc nhiều. Không độc nhiều, cắn rồi nó liệt luôn nhớ nhiều. Cắn một biết đường rồi. Nướng nó luôn. Con rít đó ăn ngon lắm á. Mày ăn chưa? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Cũng dứt rồi hả? Đường, thứ gì cũng dứt ra trời. Như ăn gì rồi nó cay cay á, cay chút chút á. Cái đó hả? Ừ. Ăn nó có vị cay cay hả? Ừ, ăn cay á. Ừ, chưa ăn bao giờ luôn á.
lấy cái lon bia luộc mang bạn. Đó, được. Chút nữa là rút cái nước ra nha. Rút nước ra cho nó đỡ đắng. Rút nước ra cho... Thấy không? Mày cắt thêm măng bỏ vô được luôn á. Ừ. Đây cái đây là chút nữa nó xuôi ra là đủ. Chút nữa mình lấy cái lá chua kìa bạn. Bỏ chung vô đây luôn. Ha. Bỏ chung vô đây luôn. Cho ăn cho nó gọi là canh chua. Canh chua và ít. canh chua ít. Là tăng trên kia khi mà thằng ăn á là thằng hớp miếng, không? Không lại được. Lại nhũ chứ. Canh chua. À, canh lá nhũ các bạn. Nên là canh chua lá nhũ. Đó. Đồ tự chế. Ăn cơm bạn ơi. Thì trời mưa các bạn, hai thằng chui vô lèo luôn. Cho nó thoáng. Mưa các bạn, mưa lớn. Giờ thế nào thư? Đây. Xe kia nè. Đây mày chẻ này ra. Mày chẻ cái đường này. Rồi bây giờ nào? Bây giờ nè. Chẻ ngang này nè. Đây là măng các bạn, mình luộc măng ở trong này. Đây, cơm lũ đi. Chưa. Mẹ vô đè mày thấy không? Đó. Các bạn coi măng nè, măng luộc các bạn. Đó. Ừ, anh thử chê cơm to nữa đi. Đồ, cơm đây, để đây. Đó. Thấy không? Tuyệt vời không? Lấy muối ra. Đi đi. Ngoài là cơm của mình các bạn. Thằng ống. Đồ. Đó, cưng lắm. Cưng hết ra cái đây. Để đây tí nữa dọn nghe mày. Ừ. Chút. Chút. À. Lúc chút thì lên quay lại. Chưa năng. Thấy cái gì? Nồi chưa chín. Kệ nó. Ăn cái muối mà. Nó mát á, nó lanh, nó mới rút ra được. Để đang còn nóng. Nè các bạn. Ngon. Nhưng mà nó chưa có được ấy mày ơi. Sao? Tao muốn cho nó cháy luôn rồi mới ngon. Ừ. Đâu phải lộ ôi dây rồi mà cho nó cháy cháy là cháy. Cháy cháy thang. Tắt thêm. Ôi ăn đi. À, ăn trước đi. Ừ. Còn ùa mùi thơm lắm. Ăn không rồi các bạn này. Mời các bạn á. Vô đây ăn đi, cảnh băng ơi. Không cãi nha các bạn. Kiểu vô luôn. Trời. Trời mưa ác vậy chứ. Đây, canh chua đây. Các bạn có ăn thư không? Đây, mình chết thằng mẹ. Đừng nhìn góc này. Đi chứ. Tao ăn luôn. Nó đắng. Nó chạy. Bạn, muối bỏ này bạn. Chấm muối ăn. Ngon quá. Thơm bạn. Thì cái cây quay của mình nó bị gãy chân bạn. Mình lấy cây mình chống bạn. Khổ ghê á. Có bạn coi bên trong. Ủa đổ hoài. Do trong này không có nứa bự bạn. Nhỏ nhỏ cái này không à. Thôi được rồi, được rồi. Còn mày ăn trong đi. Ăn. Làm miếng bạn. À, không được rõ ra. Măng bạn. Tao tưởng trong này mà cũng có tóc rồi chứ. Thấy đen đen không? Tóc đồ mà tóc. Ăn chút lâu này nha, để ngủ nha mà không có nổi. Ừ. Ngon mà. Mềm măng này mà luộc cho nó vàng tí nữa, tại nó còn xanh. Mình ăn ít, còn nó ăn khô rồi luôn. Mưa đĩa vắt của nó đây cũng lần này bao la luôn nói vậy bạn nhà ngót 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 ngót
Chế không được à? Được chứ. Nóng quá hả? Chế đi. Lê khung nóng ảnh nấu rồi. Ít thôi. Chế chế lên đi, cái chế đầy tao uống tao khát nước, đỡ khát nước. Đây luôn à? Miếng nữa. Tao uống cho đỡ khát nước. Rồi được rồi. Đó. Bé rồi. Đất to nó. Cái gì đất? Dưới. Lấy ly đi cha. Làm cái ly đi. Làm ly hả? Ờ làm ly đi. Uống cà phê xong ngủ bạn. Ngủ xong sáng mai dậy sớm đi về bạn ơi. Chứ trong này thấy tình hình không có gì để mà sinh sống nổi rồi. Gạo cũng hết rồi, còn hai ống tí nữa cái nó làm nó ăn luôn rồi. Từ lúc mà mình đi lên thác tới giờ bạn, đồ chưa khô luôn á. Giả mang thì chứ. Mời bạn có phê mình nha. Đù. Được he. Giữa rừng núi đại ngàn này mà còn có ly cà phê uống mà. Tuyệt vời. Nói chung là cái thác này mà nói thì các bạn luôn á, cái thác này á nó không có, nó mới chỉ được 1/3 của cái thác La Bà ơi. Cái thác mà mình có làm cái clip làm thác La Bà bạn. Các bạn vô xem. Cái thác La Bà mình không phải nói giống với các bạn luôn á. Nó đẹp mà nó hùng vĩ lắm kìa. Mà cái một bên vách núi của nó, nếu mà các bạn mà nhìn tận mắt á, nó đẹp như tranh 3D. Tuyệt vời luôn á. Còn thác này lên đó. Thác này đi lên trên đó xong cái đi về chứ không ở lại được bạn. Tại nó không có chỗ để mình nghỉ chân. Còn là hai bên vách đá gì không mà sao nghỉ. Đó mình đi mình quay cho bạn xem rồi đó. Bạn thấy không? Mà thác 3 tầng gì. Ở con kênh này mình thấy cái thác đó thiệt không đẹp mấy. Không đẹp mấy. Đúng không? Khu thác ở trong rừng La Bà nữa. Mời các bạn. Trời, đẹp mặt. Mời các bạn cà phê hả bạn? Cùng cưng, tôi vui nè. Tao với mày à. 1, 2, 3 vô. Dưới lần núi bạn. Hồi chiều bạn, có cây nó ngã, trời ơi, mình quay không kịp cho các bạn xem luôn á. Đang ngồi nghe. Hồi chiều là cái nhánh cây nó gãy là cũng từ do cái cây nó ra luôn á. Đúng không? Nghe rắc, rắc. Cái này nó xà lui. Cái mình lấy điện thoại ra mình chụp tụi quay cho bạn xem. Ai ngồi quay không kìa bạn, làm cái rầm. Cây bự không? Nó gãy nửa thân các bạn. Nửa thân gãy xuống. Bạn ơi, giờ này cà phê cũng uống sạch sẽ rồi. Thằng Tom á, giờ nó đòi đi ngủ bạn. Nó không chịu... Nó chịu ngồi đây nói chuyện, nó sợ gì không biết, nó sợ ma. Sợ ma các bạn, dưới rừng núi này. Rồi đây, cho bạn xem rừng núi nè. Đây các bạn, đây là cái chỗ mình để đèn nha. Cái đèn để mình để cho nó sáng hết cái lều á. Còn đây nè, để mình gắn cái đèn cho bạn coi nè. Giờ máy nó cũng bình yếu cho nên là nó không có nét các bạn. Tôi thui à, đó, là rừng. Phía dưới đó là cái suối nha bạn, đứng đây là nghe tiếng suối luôn á. Không có gì hết, tôi thui à. Ngủ đi. Gì? Ngủ đi hả? Coi sợ chết bạn, coi sợ chết nó chui vô ngủ bạn. Sợ lắm hả? Sợ ma sợ gì? Lạnh á? Trời, tao thấy đâu có lạnh gì đâu trời. Ướt đâu, tao thấy mày khô rang luôn rồi. Nghe bạn. Rồi chiều là có cây ngã bên này nè bạn. Xuống cái này nè. Có ngã. Và bây giờ mình cũng đi ngủ nha các bạn. Hẹn bạn sáng mai. Sáng mai gặp lại các bạn nha. Chào buổi sáng các bạn. Thì hiện tại chào bây giờ các bạn. Giờ mới ngủ dậy xong á. Giờ mới ngủ dậy xong bạn. Mà các bạn biết bây giờ là mấy giờ không? Mà tụi mình còn ở trong lều nè. Bật đèn nè.
sáng chân nè, à ngoài sau lưng nó nè, chứ tôi thụ tôi thui à, 7 giờ rồi các bạn, điện thoại cho các bạn xem coi giờ, bây giờ là 7 giờ rồi. Nè các bạn, 6:44 mà nó còn túi hôi á, à mưa bạn, mưa lớn lắm. Mà giờ hai thằng đang tính, nếu mà ngồi từ đây tới 7 giờ mà nó không hết mưa là cuốn đồ đi về. Tại vì biết sao không? Tại vì là mưa các bạn, suối lớn á, là đi qua không được, đúng không? Mà chúng có xe của con John á, các bạn nghĩ đi, nó lỏng ốc nè. Từ dây sơn rồi đi tuột bạn, xe mà chạy một chút là nhảy xuống lấy tay dẫn ốc lại bạn, xiết xiết như vậy nè. Ô đi thì chết bạn, lúc này đi keo rột rột, phục nhúng thì keo rột rột, đúng không? Còn cái con ốc á là biết bạn, ốc đó, ốc xe là nằm chỗ nào, ngay cái đùm bánh xe luôn, ngay cái đùm luôn. Trời ơi, chạy hôm đúng hôm là mơ thấy chạy xe rớt bánh đấy chứ anh gì. Đừng mấy chúng mày chở tao đi rớt chạy bánh đi, chặt thật ạ. Đúng rớt bánh là qua đây chạy cái rột 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 bạn, rột rột hỏi ủa cái gì kia tiếng gì kêu chắc lỏng ốc á. Trời ơi, xuống lấy tay xiết xiết kêu ốc lòi ra như thế nè, lạy luôn á. Bây giờ tụi mình ngồi khoảng chừng cỡ 15 phút nữa, nếu mà trời mà không tạnh mưa là tụi mình đi về các bạn nha. Chứ mưa vậy là còn mình còn qua mấy cái suối nữa lận. Trời, đi về nước lớn có qua không được bạn. Vậy nha các bạn nha. Bây giờ tụi mình về nha các bạn. Chứ ngồi đợi về không biết chừng nào mới xong nữa, giờ trời còn mưa. Các bạn, còn mưa. Để mình bật cái led lên cho các bạn coi nè. John giờ nó ra cho bạn xem. Ra xong cái hắt hắt cái miếng lên luôn đó. Bây giờ là mùi lớn hả? Mùi lớn hay là cái này mùi lớn bạn ơi. Nè, tắt led đi, tắt led lên nghe khác cũng vậy à. Bây giờ mình thu dọn mình về các bạn đó. Mùi lớn bạn, trời không thấy gì luôn á, trời mù đen luôn à. Bây giờ mình tranh thủ mình dọn dẹp nha các bạn. Mình không có áo mưa, mình mặc cái áo khoác, mình đi về luôn. Các bạn ơi, thì hiện tại bây giờ tụi mình còn đang ở trong rừng đi ra nha các bạn. Tại trong rừng nó tối quá, coi nè, rừng nó tối quá. Đó, hiện trong rừng các bạn, nó tối hù à, không các bạn quay không có thấy mặt. Thì giờ thì tụi mình xin phép là đi về các bạn, tại vì chờ mà trời hết mưa chắc không được. Lâu quá. Bây giờ là 7 giờ mấy rồi mà trời nó vẫn tối hù vậy nè. Còn Tom nè, do nè. Rồi chào các bạn nha, hẹn các bạn clip sau nha các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một lượt like, một lượt subscribe, một lượt chia sẻ nha các bạn. Giờ thì mình xin chào các bạn, chào các bạn. Xin chào.